thì cứ ráng ây hết tất cả các môn được rồi. Mình tên là Nguyễn Trần Vũ, hiện đang học trường Texas A&M Corpus Christi. Mình đang học ngành biochemistry, nó cũng được 3 năm rồi. Trường này thì nghĩ thuộc dạng kích cỡ cũng tầm trung thôi, còn có nhiều trường bự hơn nữa. Thì trong cơ sở đầy đủ, nó rộng lắm. Mấy cái góc cộng vùng gym bự lắm, gym rất to, cũng to lắm. 2 tầng, có nhiều cái phòng máy tính á, ngoài MacBook các kiểu, trường cũng xịn. Mà trường nó đang nâng cấp, nó đang xây nhiều lắm, nó đang xây, bây giờ đang xây rồi chị. Xây cái nâng cấp lên vậy đó. Ngành em thì làm cái ngành CLS á, và có thể là CLS là Clinical Lab Research á. Mình có thể làm trong các bệnh viện á, nên xin việc cũng dễ lắm. Mình xin bệnh viện nào cũng có việc làm á. Tại ngành em là bên gọi là bên khoa học á, thì người ta cần nhiều người bên khoa học với y nhiều hơn, nên dễ xin hơn. Em nghĩ vậy. Em cũng chưa biết, nhưng mà nếu mà có cơ hội ở lại thì cuộc sống tốt hơn, không thì về đây làm cũng được. Thì bổng ESI muốn mình học xong á, thì nó cấp cho mình 1,000. Theo luật của bang thì nếu mà ai có học bổng thì cái học phí nó sẽ giảm xuống hơn 1/2 luôn á. Có chị Thủy có 1 lần là người ta quên đưa học bổng cho em á, em cũng hết hồn luôn. Xong cái em với bà nhờ chị Thủy giúp á, cái chị Thủy email lên trường á, sao người ta mới cho học bổng lại, chứ không là phải đóng quá trời tiền luôn á. Nó quên được học bổng. Ủa vậy thì có học bổng rồi, tiền học phí của em là bao nhiêu? Học phí giờ còn 4,000. Nếu mà học mà kỳ nào mà học có lớp lab á thì lên 5,000. Không thì cũng dao động khoảng 4,000, chứ mà dao động từ 4,000 đến 5,000. Thế nhưng mà không có học bổng thì bao nhiêu? Dạ, học bổng thì gấp đôi là 10,000. Gấp đôi, hơn gấp đôi nữa, 10,000 thôi. Từ Mỹ nó đóng vậy á. Từ Mỹ là nếu mà từ bang khác học nó sẽ đóng với giá đó. Còn nếu mà những người mà Mỹ mà bang cũng chung bang á, thì đóng với giá bằng mình. Vậy đó. Tại nó hay vậy đó, cái bang đó là nó ưu tiên cho những người thuộc bang. Chỉ chị học bổng thì cứ học 4 chấm rồi. 4 chấm trên 4 chấm. Thì cứ ráng ây hết tất cả các môn được rồi. Thì em cứ học rồi về đọc sách, rồi mà quan trọng là lên gặp giáo sư á, lên cái mấy cái giờ mà văn phòng của giáo sư mình lên mình gặp nói chuyện, xong mình hỏi bài á thì tốt hơn. Tại giáo sư cũng biết giảng này nọ. Học thì khó không? Cũng khó chứ, học cũng mệt, nhiều lúc ngủ 2-3 giờ sáng ngủ. Thi cử là mệt lắm. Em ngủ 4 tiếng ngày lúc mà thi cử á, mệt lắm. Thời gian phân bổ thì ví dụ một ngày, em cứ nói một ngày thôi. Từ ngày ví dụ sáng em dậy khoảng 7 giờ ăn uống, xong rồi chuẩn bị đó, xong tới 9 giờ đi học. Xong học hết 5 môn luôn, học liên tục tới 2 giờ xong. Xong rồi ra ăn uống chút, nghỉ chút, rồi tập gym. Tập gym xong rồi nghỉ chút, xong đi làm thêm. Anh thêm xong rồi tối về học bài ăn uống vậy đó. Anh chắc là thấy một ngày 24 giờ không đủ. Tại vì lúc mình có nhiều việc phải làm lắm. Bắt xe buýt về rồi phụ cái anh kia nấu ăn thì phải cắt thịt chuẩn bị này đó. Rồi học hành nữa. Nhưng mình phải tự lo mọi thứ đó. Mình tự trả tiền nhà này kia này đó. Nên nhiều thứ phải lo nên một ngày 24 tiếng không đủ rồi. Dạ, hỏi nhiều câu kỳ kỳ lắm, tự nhiên nó hỏi là em có thích cái bang Texas không, rồi có thích trường không, kiểu vậy. Rồi em học tính học ngành gì, rồi kêu em là sắp tới thì em đăng ký lớp gì. Thì lúc em chưa đăng ký thì em nói em không biết. Xong cái nó cũng hỏi là em thích môi trường đó không, rồi tại sao qua đó học. Dạ, rồi hỏi bà mẹ em làm nghề gì. Dạ, thì em cứ nghĩ gì em nói đó thôi. Dạ, vậy thôi. Nhà em cũng học nhóm với tụi Mỹ rồi, thì lần đầu không biết nói gì luôn. Không nói gì, tụi nó nói liên tục luôn, cái không quen. Nhưng mà cái từ từ tụi nó hỏi mình, xong cái tụi nó vận động mình, như kiểu khuyến khích mình á, thì mình cũng nói. Mà lúc hay cái lúc mình nói là người ta đang làm đó, vừa đang bấm điện thoại đang viết, nhưng mà mình nói một cái nó quay lại nó nhìn mình hết, chứ mà nó tôn trọng, lắng nghe, biết lắng nghe. Nên em cũng thích, nên học từ từ quen. Cái riết mình cũng nói nhiều được thôi.
là làm chui, làm tiếp tân ở nhà hàng Việt á. Được bao nhiêu một giờ?